Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Trước khi đến với cặp đôi đầu tiên thì Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống và thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem cặp đôi đầu tiên. Thép Vina KOA, tinh thần thép. Từ đó tới nay thì cũng chưa có mối tình nào luôn. Lên là bạn bè đều hay chọc ghẹo kêu là tới bình dững. Dạ nội trợ thì em biết, mà em làm những món bình thường thôi, thí dụ như là món xào nè, món chiên nè, rồi nấu canh, nấu súp. Còn mấy món mà như là thí dụ như phở hay là bún bò thì mấy cái đó thì khó của em là không được. Phở bún bò thì mình ra quầy quán mình ăn thôi. Mời nhà trai. Rồi, xin mời anh. Mời nhà gái. Rồi, xin mời anh giới thiệu về mình. Mình tên là Trần Thanh Hoàng, sinh năm 1973. Quê của mình là ở Bình Dương. Thì mình đang công tác và sinh sống tại thành phố Biên Hòa. Thì mình đang công tác tại Ban thi đua khen thưởng của tỉnh Đồng Nai. Hiện bây giờ là đang là trưởng phòng nghiệp vụ của ban thi đua. Người này quan trọng lắm rồi nha. Thi đua khen thưởng của tỉnh luôn á. Mời nhà gái. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đặng Phương. Năm nay mình 37 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là giáo viên tiếng Anh. Chị đang dạy ở đâu? Chị dạy ở trung tâm ở quận 12. Dạ. Rồi bây giờ là chị Phương nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm là mình biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu. Còn khuyết điểm là mình biết nấu ăn nhưng mà nấu không ngon lắm. Với lại mình hay ít nói. Tức là rất là nhút nhát. Đúng rồi. Về vấn đề giao tiếp thì hơi ngần ngại đó. Ở bên đây là vậy đó. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì anh Hoàng? Điểm mạnh của mình thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì rất nhiệt tình. Còn về gia đình thì mình biết nấu ăn. Biết nấu ăn và sở thích của mình là thích du lịch. Du lịch. Anh có điểm yếu gì không anh Hoàng? Điểm yếu của mình thì nhiều khi mình cũng thật thà quá, thành ra cũng nhiều khi nó hơi thiệt thòi tí. Nhưng mà gặp anh Hoàng là phải vui nha, tại gặp anh là có giải thưởng đó. Gặp anh là có thưởng, gặp anh là có bằng khen. Một công việc luôn mang tới niềm vui cho mọi người. Chính xác là như vậy luôn. Rồi bây giờ mình nói tới tình trường của mình đi. Tình trường thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Lúc trước thì mình cũng từng đi du học Úc. Thì lúc đó mình có yêu đơn phương một người nhưng mà chưa đi đến đâu hết. Rồi sau này khi mà về Việt Nam thì mình có quen một bạn mà quen xa. Bạn này học chung hồi cấp 2. Quen xa được một thời gian rồi cũng chia tay, là tại vì quen xa quá thì không có gặp gỡ cơ hội gặp gỡ nhau nhiều. Là chỉ có hai cái mối tình nó cũng không có sâu đậm gì đúng hết. Đúng rồi, dạ. Còn anh Hoàng sao? Đường tình duyên. Nói về hoàn cảnh gia đình của mình thì đã kết hôn năm 2001, tới 2003 thì mình sinh được một cháu trai. Thì tới 2007 thì mình ly dị. Thì lúc ly dị thì cháu nó được có 3 tuổi mấy thôi. Thì tò xử là đi theo mẹ. Cháu sống với mẹ từ nhỏ tới lớn luôn. Thì mình cũng qua lại chăm nôn rồi cháu vậy thôi. Từ đó tới nay thì cũng chưa có mối tình nào luôn. Là công tác quá hả? Nên là bạn bè đều hay chọc ghẹo kêu là tới bình dững. Em chào anh. Dạ chào chị. Em xin phép được qua anh. Dạ xin phép được qua để nói chuyện với anh ha. Anh nhớ báo cáo để em được khen thưởng nha anh. Và báo cáo coi kiếm được ảnh người yêu về anh khen tại vì khen cái coi. Anh lâu quá không yêu rồi, giờ yêu còn lại yêu còn nhớ cách yêu không? Mình cũng lãng mạn lắm. Yêu là chắc là mình lãng mạn. Anh hãy kể một cái hành động mà lãng mạn nhất anh đã từng làm đi. Tại vì cái mối tình đầu của mình gặp thì cũng chưa có lãng mạn lắm. Mà từ hồi mối tình đầu tới giờ chưa có mối nào nữa. Nên là giờ khi mà lãng mạn không biết kể cái lãng mạn gì. Ví dụ như mà anh yêu một cô gái sắp tới nè ha, thì anh sẽ làm cái hành động gì mà đối với anh đó là lãng mạn? Cái ngày sinh nhật của cô đó thì mình sẽ sắp đặt một cái địa điểm và mình không báo trước. Dạ. Và mình tặng những cái món quà cũng không báo trước. Dạ. Đến cái ngày đó thì tới giờ đó sẽ đến.
anh không có báo trước chứ mà giờ anh báo cho mấy triệu người đang xem chương trình rồi đó. Lãng mạn là gì? Lãng mạn là nó bất ngờ là một cách rồi, nhưng nó phải với không gian rất lãng mạn. Thí dụ như anh tổ chức ở ngoài trời ha, anh mướn cái đội xe xịt nước rồi kia ha, xong cái tới cái cô gái vừa tới cái xịt nước mưa xuống, cái anh tặng bánh kem trong mưa, ướt bộ đồ xịn của người ta, tao bạo tao chửi, ủa lạnh quá cái anh vô ôm để anh ôm cho em ấm đó. Thí dụ như thế mới là lãng mạn. Lãng mạn này chắc hơi khó. Lãng mạn nó cũng hay lắm anh đó, lâu lâu mình ở nhà mình nấu cơm nấu nước này kia, mình dọn bàn sẵn mình rồi giấu đâu về hù cái đẩy mâm cơm ra. Cái việc mà gia đình thì mình làm được hết tất cả. Được hết luôn anh Hoàng nấu hả? Cơm nấu nước, tuy nhiên là dọn nhà quét nhà là làm được hết. Trời giỏi vậy ta. Ủa giờ anh ở với ai trên đó? Sống mình. Mình hả? Thì tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa sống mình. Ở nhà riêng luôn? Thì có cái nhà chung cư ở Biên Hòa đó. Rồi vậy sẵn sàng khỏe rồi đó. Mẫu hình lý tưởng thế nào? Cô gái thì dễ coi. Dễ coi là sao? Sao là coi dễ coi anh? Cao thì khoảng 1m55 đến 65, tại mình cao 1m65. Rồi. Nặng thì khoảng 45-50kg. Sở thích thì cũng giống mình cũng muốn, và sở thích giống như mình là thích đi du lịch. Du lịch. Dạ. Nhưng mà anh có yêu cầu gì về con cái này kia nữa không? Mình cũng muốn tiến tới hôn nhân để có con chứ. Ừ. Tại vì hiện giờ là mình sống là có một mình thôi, cũng hơi buồn. Rồi muốn có con đúng không? Muốn trai hay gái? Trai gái gì cũng được. Cũng được, cũng có con là được đúng không? Dạ. Là cưới về là đẻ liền ha. Chủ đề cũng trễ rồi đó. Dạ. Và sẵn trớn nói luôn là anh có cái điều gì không thích ở phụ nữ không? Phụ nữ mình không thích, thứ nhất là về cái trang điểm. Thì mình không có thích nhộm tóc nhiều màu quá. Nhộm cỡ này được không? Nhộm. Tóc này là tóc màu gốc. Đừng có xanh đỏ vàng tím nhiều quá. Dạ. Cô gái bên kia rất đoan trang anh à, nên là được hết á. Mặc quần áo sao kín đáo? Mặc quần áo thì kín đáo. Sexy chút được không? Cái đó là đi lễ hội thôi chứ. Còn cô giáo mà thì tất nhiên là cũng phải bận đồ nghiêm chỉnh rồi. Kín đáo cỡ vậy được chứ anh? Kín như bưng luôn anh thấy không? Rồi, em bây giờ anh sẽ đi về nhà em để mà em nói chuyện với cô gái của em đây. Chào em gái. Dạ, chào anh. Em thấy những cái nhu cầu anh ấy đưa ra nó có hợp với em không và đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc 50-60. Gì ít vậy? Có vấn đề gì 40% là cái gì vậy? Anh đâu có đòi hỏi gì đâu, chỉ có là ví dụ như là chiều cao là em thấy ok nè. Cao ok nè. Chiều cao em có 1.5m à. 1.5m hả? Mang guốc vô là thành 1.55m. Là được rồi. Anh đòi cao đâu cũng đâu cao lắm đâu, anh đòi là cũng 55 thôi. Dạ. Xinh đẹp là được rồi. Rồi còn gì không? Em thấy chưa đáp ứng được nữa nè. Có cái đó à. Có cái đó thôi hả? Vậy là 90% rồi. Có cái đó thôi mà trừ hết người ta hết 40%. Rồi giờ anh muốn là có con liền nè. Được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Quan trọng anh có được hay không á. Còn phụ thuộc bên kia nữa. Mình cũng lâu lắm rồi đó, mình ở không cũng lâu lắm rồi đó. Thì mấy cái điều kiện nó có hệ sinh thái, hệ sinh thái anh ổn định không? Tốt. Tốt. Tốt đúng không anh? Rồi được. Rồi. Hệ sinh thái đang hoạt động tốt. Được. Bây giờ mẫu hình lý tưởng về người chồng tương lai của em như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn. Cao từ 1m6 đến 1m7 là được. Có luôn. Hiền không gia trưởng. Anh hiền rồi đó, anh toàn là cấp bằng khen, giải thưởng với lại thành tích không à. Không hút thuốc, không cờ bạc, ít uống rượu thôi. Cờ bạc. Trời nào cờ bạc được. Anh có hút thuốc không anh? Anh không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc luôn. Trời ơi, quá lý tưởng. Thấy ổn rồi ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Đánh phụ nữ. Đánh đâu? Không đánh đâu. Không bao giờ có luôn. Người này là coi như là yên tâm. Mẫu mực lắm. Mẫu mực lắm. Còn gì nữa không? Không lăng nhăng. Không có dám lăng nhăng. Yên tâm. Lăng nhăng cái báo thủ trưởng liền. Có tổ chức đàng hoàng, thấy không? Cái này là yên tâm, rồi mỗi mặt anh bao em luôn. Ráng đẻ cái là cấp giấy khen luôn. Đó, được không? Thấy ổn định rồi. Còn đó. Vậy, khỏe không? Dạ. Báo cáo nhà gái hơi dễ thương đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân. Dạ, đi. Đúng rồi. Anh ơi, mình đi với ai vậy anh? Đồng nghiệp, 4 đồng nghiệp đây. À, dạ. Cùng cơ quan hết. Rồi, xin mời đại diện có ý kiến thế nào? Anh Hoàng là trưởng phòng của tụi em. Thì anh Hoàng là một người rất là thật thà, hiền lành, tốt bụng. Tuy là trưởng phòng nhưng mà anh ấy cũng như là một người anh đối với tụi em rất là quan tâm, rồi rất là tâm lý và hồn nhiên vô tư lắm. Không nên khó là... tính không em?
Dạ không, dễ tính lắm. À rồi. Dạ cho em hỏi là mình có nhận xét gì về nhà gái của em không ạ? Dạ thì em thấy chị rất là dễ thương, hiền lành. Hợp dễ thương hiền hả? Lành. Dạ cũng hợp chắc khoảng 80-90% rồi đó. Cảm ơn nhà trai. Dạ, mình đi ra. Mình đi với cô. Dạ, cô. Rồi, chào cô ạ. Con thì rất là hiền, ít nói. Mẹ thì mất, chỉ còn ba. Nhà có hai chị em. Thế cô nhận xét thì thấy cháu trai bên đây cũng được, dễ thương. Thì do nơi hai cháu rồi cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Cũng nhờ hai MC mắt tay. Cảm ơn cô, thấy cặp này được á. Linh thấy là cặp này được á nha anh Hoàng. Bây giờ mình mở rào cho hai người gọi là gặp gỡ nha. Mở rào. Hôm nay anh có cái bó quà tặng em làm kỷ niệm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ hôm nay em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Đây là bông sen đá, tượng trưng cho cái hình ảnh của em. Khi mà anh để em phòng làm việc của anh thì mỗi lần anh nhìn thấy nó thì anh sẽ nhớ tới em. Ừ, cảm ơn anh. Đúng thì, luôn cái bó quà này á thì anh cũng mua là cái bó hoa hồng để tượng trưng cái tình yêu. Dạ cảm ơn anh. Anh xin hát tặng cho em bài ca Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏ hương. Và cây ơi hãy khắc khè cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm no và áo đẹp. Tình yêu đâu chỉ có hoa thơm hoa nắng hồng. Cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Dạ cảm ơn anh. Anh tập bài hát này lâu chưa? Không có tập, nhớ cả. Cái này đâu phải ca. Anh hát người ta nghỉ hôn nhau luôn á. Cái này chắc là thuộc bài anh đọc nó tới luôn chứ. Trời vậy nó tưởng đâu hát ôm hoa rồi hát cho lãng mạn. Mai mốt về phải tập bài này lại nha. Rồi bây giờ nghe cô giáo hát nè. Hôm nay đến chương trình thì em cũng có một bài hát tặng anh, lục đoạn nhỏ thôi nha. Tại vì em cũng không có thuộc lời nhiều lắm á. Bài hát được mang tên Phải Chăng Em Đã Yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy hình nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say từ những trời mây khuất xa mơ. Anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Dạ hết. Hai ngày đấy. Nói chung là hai người này thấy hợp vụ ca rồi đó. Rồi thôi về ghế ngồi đi anh Hoàng. Bây giờ hai người trò chuyện với nhau đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn. Em cũng thấy anh nhìn chững chạc, hiền, dễ thương. Mà anh nói là anh ở Đồng Nai đúng không anh? Anh đang làm việc ở Biên Hòa, và ở Biên Hòa luôn. Nếu mà ở Biên Hòa, em ở Sài Gòn vậy thì nếu mình gặp nhau thì sẽ như thế nào anh? Là bao lâu thì mình gặp nhau một lần? Từ Biên Hòa mà tới Sài Gòn thì gần mà. Mỗi tuần gặp một lần cũng vẫn được. Anh ơi, gần á, mỗi ngày gặp. Chứ mỗi tuần gặp lần hơi ít anh. Mỗi ngày còn bận công việc. Mình làm xong á, mình tranh thủ mình xẹt về một cái, mình chạy lên. Cuối tuần mình chơi lâu hơn, cuối tuần mình chơi nguyên ngày. Nếu mà hẹn hò thì là anh thích đi đến những nơi nào? Thích đi tới, một là xem phim, hai là tới một cái khu du lịch. Em có nghe anh nói là anh thích đi du lịch, thì em cũng thích đi du lịch lắm. Em hay đi qua những cái tỉnh này tỉnh nọ, hoặc là thỉnh thoảng cũng có đi qua những cái nước khác á, để khám phá những cái nền văn hóa mới, những con người mới. Anh mới mốt mà nếu mà có hẹn hò thì anh có thích đi du lịch cùng em không? Có thích chứ, anh sở thích của anh là đi du lịch mà. Anh có gì muốn hỏi em? Nếu mà mình gặp nhau á để trao cơ hội cho nhau á thì em có muốn là bao lâu tiến tới hôn nhân không? Dạ thì em cũng lớn tuổi rồi thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc là 1 năm được không anh? Thì thời gian đó cũng để tìm hiểu nhau được cũng đủ rồi. Dạ. Em có biết nội trợ chứ nấu ăn rồi đó? Dạ nội trợ thì em biết, mà em làm những món bình thường thôi, thí dụ như là món xào nè, món chiên nè, rồi nấu canh, nấu súp. Còn mấy món mà như là thí dụ như phở hay là bún bò thì mấy cái đó thì khó với em là không được. Phở bún bò thì mình ra quán mình ăn thôi. Phở bún bò thì mình ra quán mình ăn thôi.
Dễ thương quá. Còn những cái món kia thì hợp với anh, tại vì anh thì cũng thích ăn những cái món bình dân thôi. Dù dù con cái luôn nè. Nếu mà có tiến tới hôn nhân á thì em muốn có mấy con? Em thích có 2 hoặc 3 đứa cũng được. 2-3 đứa hả? Dạ. Đừng cười lại. Sao anh cười dữ vậy anh? 2-3 đứa thì theo anh thì nó cũng hơi nhiều. Anh thì chỉ 1 hoặc 2 thôi. À. Tại vì điều kiện mà con ít thì mình có cái điều kiện chăm sóc nhiều hơn. Với lại ảnh chỉ 1-2 thôi. 1-2 con ra công chức mà không được con công thứ 3. Công chức không có được nhiều. À, dạ. Rồi bây giờ nè, anh tiến tới anh nắm tay bạn gái. Xong rồi mình nói những cái lời nào mình suy nghĩ về cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy có thể quyết định. Thì hôm nay thì anh cũng đến cái chương trình. Thì anh cũng lần đầu tiên gặp em. Thì thấy em rất dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Và anh cũng rất quý mến. Dạ, em cảm ơn anh. Sau này thì mình sẽ tạo cơ hội cho nhau để gặp nhau nhiều hơn và tìm hiểu nhau. Dạ, em cũng thấy anh rất là dễ thương. Thì mình cũng nên tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Bây giờ để tay nút bấm thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha. Phải thật lòng. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Tự nhiên hồi nãy nghe bên kia bấm một cái cục rồi mà bên đây sao chần chừ chưa bấm mà hồi hộp muốn chết luôn vậy đó. Hai anh chị hợp lắm đó. Nào, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Bây giờ hai người ôm nhau một cái thôi. Đó, ôm chặt vô. Chúc mừng hai anh chị. Và đây là những món quà dành cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và đây là sen đá, tình yêu chúng ta nó bền vững như sen đá vậy nha. Chúc hai anh chị hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình, cảm ơn MC. Cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị. Bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Thép Fida KOA, tinh thần thép. Thì nếu như mà mình cặp mặt đó, thì anh dự tính như thế nào? Thì có thể mình năm gặp nhau một tháng, gặp 2-3 lần. Lúc trước em là mỗi tuần gặp một lần mà em còn chia tay đó. Ồ, vậy là anh... Vì có thể là anh thay đổi nên chắc là phải tăng lên nữa. Tăng lên. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi bây giờ mời em trai giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả quý vị khán giả trong khán phòng này. Em tên là Lê Xuân Đình, em đến từ Hà Tĩnh, năm nay 34 tuổi. Hiện nay em đang thích lòng và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Làm Biên Hòa em làm công việc gì? Dạ, em làm bên cán bộ kỹ thuật. Cán bộ kỹ thuật hả? Dạ. Kỹ thuật về gì em? Cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng. Dạ.
Rồi bây giờ tới nhà gái nè, mình giới thiệu mình đi. À, dạ, em xin tự giới thiệu một xíu. Em tên là Vương Yến Nhi. Em sinh năm 1987. Hôm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu. Sinh sống với gia đình ở Bình Thạnh. À, mình có ưu điểm khuyết điểm gì vậy em? Ưu điểm của em thì em rất là chăm chỉ. Em biết lắng nghe và chia sẻ. Về nấu ăn thì những món đơn giản thì em nấu được. Đừng có quá cầu kỳ thôi. Còn khuyết điểm của em thì em hơi trầm tính, em ít nói á chị. Em còn một cái ưu điểm nữa mà em không có nhận ra, đó là em rất là xinh đẹp. À dạ em cảm ơn ạ. Ở bên đây xinh đẹp lắm đó nha, nói trước nha. Ưu điểm khuyết điểm nhà trai là gì? Rất là tận tình một công việc, yêu thích trẻ con nè. Và lời tuyệt của em là em không hút thuốc. Không hút thuốc. Có khuyết điểm gì không em? Em khuyết điểm thì nhiều khi em cũng là một người cẩn thận quá. Con đường tình duyên của em thế nào, em nói cho nhà gái nghe luôn. Trải qua 30 tình thôi thì em quen đến mang. Nói chung là trải qua vài mối tình nhưng mà không đâu tới đâu hết trơn á. Dạ. Bây giờ mình nghe cái tình trường của nhà gái nè, mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thì cái mối tình cuối của em là em chia tay chắc cũng hơn 4 năm rồi à. Thì sau khi mà chia tay xong thì em có cảm giác giống như là mình hơi chán nản á chị. Lười yêu luôn hả? Đúng rồi, em hơi lười yêu và em không có muốn tìm hiểu một cái mối quan hệ mới. Thì đến như hiện tại thì em có thể mình cởi mở, cởi lòng thêm. Thoải mái rồi đúng không? Bên đây người ta ba mối tình nhưng mà người ta cũng đâu có buồn bã dữ vậy. Để đi qua coi bên đây làm sao mà buồn dữ vậy ta? Chào chị. Chào em. Dạ. Sao mà cái giọng buồn hiu vậy? Dạ chắc cái giọng quê của em nó không nói chuyện không nhảy làm gì. Ờ. Dạ. Nói lớn lên rồi bên đây người ta dễ nghe. Dạ, cảm ơn chị. Muốn có một người bạn gái nó như thế nào nè? Chỉ cần một người hiểu và thông cảm cho em. Nói chung là cần một người thông cảm cho dạ, cái dạ, lịch dạ. trình làm việc của mình đúng không? Dạ, dạ, đúng còn rồi. Cao thấp mập ốm gì không quan trọng hả? Dạ. Ờ, dễ thôi. Dễ. Ừ. Bạn gái. Dạ, à, chào dễ thương quá. Em không thích điều gì đàn ông? À, em không thích đàn ông có tính gia trưởng. Cực kỳ ghét cái mùi thuốc lá, thành ra em cũng không thích luôn. Bạn đây không hút thuốc mà chắc tính gia trưởng không nổi rồi đó. Thấy nói chuyện rất là hiền luôn rồi đó. Dạ. Ừ. Thật ra cũng không có cái mẫu hình cụ thể. Chỉ cần người đó giống như là cao hơn em phải từ 1m65 trở lên. Rồi, cao hơn có. Không cày không bớm, dáng người bình thường. Mình đó là cân đối lắm. Dạ. Em đi với ai? À, dạ, tại vì ở nhà em cũng có bận việc đó, nên hôm nay em đi một mình. Rồi. Không sao. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với ông chú của em. Mà à, có ông chú cơ sở đó đó hả? Dạ, dạ. Rồi, chào chú à. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Nhìn cháu gái thì cũng rất là hợp với bên đỉnh. Cho cả cháu thôi. Cũng xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Rồi, cảm ơn chú. Thôi bây giờ mở rào cho hai bạn nói chuyện với nhau đi nha. Mở rào. Dạ, chào. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Mình mở ra xem quà bạn gái tặng là gì. À, em tặng anh một cuốn sách với lại cà phê. Để khi mà anh rảnh rỗi thì anh có thể uống cà phê và đọc bài. Cảm ơn em. Em cảm nhận là như thế nào? Thấy anh thì cũng là người hiền lành hả? Cũng chưa có tiếp xúc nhiều nên cũng chưa có nhận xét về anh rõ hơn được à. Cảm ơn em. Cái quan điểm của anh về bạn gái của anh á, sau này thì như thế nào? Thứ nhất là chung thủy thà là mình có thể là hiểu nhau. Nếu mà nói thẳng ra thì mình cũng hơi xa nhau quá. Thì nếu như mà mình gặp mặt á, thì anh dự tính như thế nào? Thì có thể mình năm gặp nhau một tháng, gặp 2-3 lần. Lúc trước em là mỗi tuần gặp một lần mà em còn chia tay đó. Ồ, vậy là anh... Thì có thể là anh thay đổi nên chắc là phải tăng lên nữa. Tăng lên. Nếu như mà sau này mình có thể cho nhau cơ hội á, thì anh có ý định gì về công việc hoặc là nơi ở của anh không ạ? À? Mình làm việc ở đâu mà thuận lợi nhất cho hai vợ chồng. Hồi hộp quá hồi hả? Hồi hộp thôi, giờ hát bài đi. Hít thở vô anh, hít thở sâu vô. Rồi. Rồi. Bây giờ ngồi đây hòa hợp lắm. Đây anh xin gửi tới bạn gái đây thì bài ca khúc mang tên là Giấc Mơ Chappy. Yeah. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người
yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhìn nhớ quanh đùi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, anh nghèo cũng có cây đàn chapi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đá đông đầy, hồn người ra gửi lấy. Ôi ra gửi lấy những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn chapi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn chapi. Tôi yêu chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe chapi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi chapi. Hát nghe lớn liền ha. Hát là lớn liền mà sao nói nhỏ quá. Đỡ rung chưa? Hát đỡ nghe đỡ chưa? Buồn liền á. Đỡ rung chưa em trai? Dạ, cậu này làm có đỡ rung mà. Anh có đang vội kết hôn không? Không, không em. Không à? Ờ, thì thực ra em đến đây mình cũng để cho mình một cơ hội để mình gặp một cái bạn nam xem có phù hợp với tiêu chí của mình không. Thì em cũng chắc có duyên nên mới gặp được anh. Thực ra là em đăng ký từ hồi tháng 3 đến giờ thì thực ra là cũng được rồi. Nhưng mà vì dịch á, nên hiện tại thì mới gặp được anh. Em thì cũng muốn một người đàn ông có thể chăm lo được cho gia đình. Về chuyện hôn nhân á, thì em mong cái người nam đó có thể sinh sống, làm việc và ở gần nhất có thể. Thì anh còn nói về em bữa nay là đất lành thì chúng ta vừa đấu cũng cảm thấy thuận lợi thì mình trả lòng ở đó. Mà đặc biệt là gần bộ gần mẹ này thì nó sẽ tốt hơn. Cô gái này cô rất là mong muốn là lấy một cái người đàn ông, có một người đàn ông ở gần, đỡ đần chăm sóc. Nói chung là ý định của cổ là sống ở Sài Gòn. Yeah. Đó, thì không biết là cái anh này anh có đi theo, và nếu như đi theo như vậy á, thì cái câu hỏi sâu xa hơn của cổ nữa đó là cái công việc á, nó thay đổi như vậy thì nó có tốt cho anh hay không, để mà anh củng cố cái vấn đề kinh tế ở trong gia đình. Việc anh đi lại này kia thì nó cũng khó khăn lắm, nhưng mà anh cũng muốn là hai đứa hiểu nhau một tí rồi mình từ đó bắt đầu mình hài hòa mọi việc lại thì nó dễ hơn. Thì hiểu nhau tí để hài hòa lại. Câu chuyện thì nó cũng đã rõ ràng rồi. Bây giờ quyết định giữa hai người thôi. Chúng ta trả lời bằng nút bấm em gái nha. Dạ. Nào, để ta nút bấm đi em trai, bên đây tay trái. Chúng ta sẽ quyết định bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Ây, rất tiếc chúng tôi đã biết được cái kết thúc đó rồi. Em gái thì có một nhu cầu khác, còn em trai thì rất là tiếc điều đó. Hay là những người bạn với nhau nha. Dạ, cũng có duyên mới gặp được anh. Đúng rồi, có dạ. Duyên. Em là người rất là văn minh hiện đại đó. Anh rất là thích tính của em. Rất rõ ràng. Rất là rõ ràng. Vấn đề gì là sẽ nói ra ngay từ đầu liền. Mình có thể là bạn với nhau nha. Để có thể xin số điện thoại giao lưu trao đổi với nhau cho nó vui. Dạ. Có lúc nào nó lên Đồng Nai thì uống cà phê. Khi nào em gái em xuống đây thì có thể uống cà phê với nhau ha. À, thực ra thì anh cũng đừng có nghĩ là em chảnh hay là gì hết. Thực ra không có. Chỉ là anh cũng chưa có đúng với lại cái người mà em thật sự cần. Ok, đây là những món quà dành cho các bạn nha. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát, kiến tạo giá trị cuộc sống.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh và chị Phan. Cảm ơn khán giả. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép và tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống đã đồng tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ Ngọc Lan và Quỳnh Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Đặng Phương, năm nay mình 37 tuổi. Mình là giáo viên tiếng Anh. Hôm nay mình đến chương trình muốn nhờ chương trình tìm giúp mình một bạn trai phù hợp với mình. Hiện tại thì mình đang rất là hồi hộp và lo lắng, và cũng mong chờ không biết là bạn trai bên kia sẽ như thế nào. Mẫu hình bạn trai lý tưởng mà mình mong muốn là bạn trai đó dễ nhìn, chiều cao khoảng từ 1m6 tới 1m7, không đầu hói, không bụng bự. Điểm mạnh của mình thì hòa đồng, vui vẻ, công việc thì rất nhiệt tình. Còn về gia đình thì mình biết nấu ăn. Biết nấu ăn và sở thích của mình là thích du lịch. Không hút thuốc, không cờ bạc, ít uống rượu ha. Cờ bạc. Trời nào cờ bạc được. Anh có hút thuốc không anh? Anh không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc luôn. Trời ơi, quá lý tưởng. Em không thích điều gì đàn ông? Đánh phụ nữ. Đánh đâu? Không đánh đâu. Không bao giờ có luôn. Không lăng nhăng. Không có dám lăng nhăng. Yên tâm. Lăng nhăng cái báo thủ trưởng liền. Có tổ chức đàng hoàng, thấy không? Gia đình mình cũng rất là hồi hộp, mong chờ cho tới ngày mà quay lên chương trình trên TV để mà mọi người cùng coi để xem chương trình này. Mình có chuẩn bị một cây sen đá. Thì cái ý nghĩa của cây sen đá này là nó tượng trưng cho hình ảnh của mình. Là mỗi khi mà bạn trai nhìn thấy cây sen đá thì bạn trai sẽ nhớ đến mình. Tôi tên là Trần Thanh Hoàng, sinh năm 1973. Hôm nay tới đây quay cái ghi hình thì tôi thấy rất, cảm giác là thấy rất vui. Tìm hiểu bạn nữ thì tính tình thì hiền lành, dịu dàng, cũng phù hợp với cái tính của tôi. Để tìm hiểu thêm và sẽ tiến tới hôn nhân. Quay hình thì cao khoảng 1m55 trở lên, nặng thì cũng cỡ 45 trở lên. Tuổi tác thì cái độ khoảng 30 mấy cỡ đó. Mình cũng muốn là tìm hiểu mà bạn nữ để tiến tới hôn nhân thôi. 2 3. Hết thời gian. Sau này thì mình sẽ tạo cơ hội cho nhau để gặp nhau nhiều hơn và tìm hiểu nhau. Dạ, em cũng thấy anh rất là dễ thương. Thì mình cũng nên tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tình yêu ta ngất ngây say tư tưởng trưa trời mây khuất xa mơ, anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Xin chào chương trình, mình cảm thấy rất là vui và cũng một chút hồi hộp. Thì ban đầu thì mình tưởng tượng ra một bạn trai cũng chững chạc. Thì bây giờ chương trình đã ghép đôi cho mình đúng như mình tưởng tượng. Thì mình rất là vui và rất hài lòng. Hôm nay thì mình đến cái chương trình thì thời gian nó cũng rất ít, nên là mình sẽ có một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Thì sau này để mình còn liên lạc với nhau để trao đổi, để mình tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Lần đầu tiên mà có cái nắm tay và cái ôm thì mình cũng rất là hồi hộp, bồn chồn, nhưng mà cũng rất là vui. Thì khi nắm tay và ôm cô gái thì mình cũng rất hồi hộp, cũng là một cái niềm vui. Mình cũng rất xúc động.
mình xin tự giới thiệu về bản thân mình một xíu ha. Mình tên là Vương Ý Nhi, mình sinh năm 1987. Thì năm nay là mình 34 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên văn phòng, mình làm về ngành xuất nhập khẩu. Thì hiện tại thì mình vẫn còn đang sống với lại gia đình ở Hồ Chí Minh. Thì mình cũng mong là mình sẽ tìm được một người phù hợp, có thể đi một chặng đường dài với mình về sau. Và mình cũng rất là mong muốn là cái người đó có thể cao cỡ 1m65 trở lên, thì có thể là tương xứng với lại chiều cao của chị. Không quá mập, cũng không quá gầy, một cái dáng người bình thường thôi. Mình muốn một người đàn ông chững chạc, có thể chia sẻ và bảo vệ cho gia đình. Mình không muốn một người đàn ông bạo lực. Mình cũng không thích đàn ông hút thuốc. Em không thích đàn ông có tính gia trưởng, cực kỳ ghét cái mùi thuốc lá, thành ra em cũng không thích luôn. Bạn đây không hút thuốc mà chắc tính gia trưởng không nổi rồi đó. Thấy nói chuyện rất là hiền luôn rồi đó. Rất là tận tình một công việc, yêu thích trẻ con và lời tập của em là em không hút thuốc. Mình có chuẩn bị là một cuốn sách và một hộp cà phê. Thì tự vì mình thích uống cà phê nên mình mong là bạn nam nó có thể trong những buổi thư giãn thì có thể đọc vài trang sách và uống cà phê. Tặng anh một cuốn sách với lại cà phê để khi mà anh rảnh rỗi thì anh có thể uống cà phê và đọc bài. Xin chào quý vị, thì em giới thiệu em tên là Lê Trí Đình, là em năm nay 34 tuổi, thì em hiện nay em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tham gia chương trình này là cảm thấy đầu tiên là hồi hộp và sau đó là trong chương trình tạo cơ hội cho những người đi làm, những người cùng bận rộn thì người ta tìm cho mình được nợ mảnh ghép là yêu thương. Thì em cũng mong một người bạn nữ thì đã hiểu, thông cảm và những người biết yêu thương. Là trong tình yêu thì nó đâu phải hiểu, và để đi tiến xa nữa thì có những cảm thông chia sẻ với nhau. Thì hôm nay đến người chân đi cũng chuẩn bị được một bó hoa. Thì em cũng mong muốn một người phụ nữ luôn xinh đẹp như những bó hoa, mà những loại hoa tươi thắm mà em mong muốn. Đối với em thì người phụ nữ, tất cả mọi người phụ nữ đều là xinh đẹp. 2 3. Hết thời gian. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Cảm xúc của mình thì sau khi tham gia chương trình thì cũng hơi buồn một chút. Thì vì mình không có tìm được một cái bạn nam đúng với lại cái tiêu chí của mình. Anh có đang vội kết hôn không? Không, không em. Không à? Thì thực ra em đến đây mình cũng để cho mình một cơ hội để mình gặp một cái bạn nam xem có phù hợp với tiêu chí của mình không. Thì em cũng chắc có duyên nên mới gặp được anh. Em thì cũng muốn một người đàn ông có thể chăm lo được cho gia đình. Về chuyện hôn nhân á, thì em mong cái người nam đó có thể sinh sống, làm việc và ở gần nhất có thể. Thì anh còn nói với em bữa nãy là đất lành thì chúng ta vừa đâu cũng cảm thấy thuận lợi, thì mình trả lòng ở đó, mà đặc biệt là gần bộ gần mẹ thì nó sẽ tốt hơn. Chị cũng có duyên thì mới gặp được bạn nam đó, thì có thể xem như là bạn. Còn về các bạn sau này mà chưa có đăng ký chương trình thì cứ mạnh dạn đăng ký. Nếu mà không phù hợp thì cũng có thể có thêm một người bạn mới. Đầu tiên trong em không có cơ hội để thể hiện tình yêu. Thì đến khi đối xử mà đối diện với người bạn gái mà em đang mong muốn đó, thì tự nhiên trong người em nó giống nó cồn cao lên hẳn và mất bình tĩnh. Thì em về nói thế qua những cái cơ bản nhất. Thì cũng không dám mà nói thể hiện bản thân mình. Thì cũng nói chung là cũng mong muốn là bạn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.
cũng có thể mà em không có cơ hội để mà làm bạn trong tương lai, nhưng mà có thể làm bạn bình thường mình ngoài đời thì em vẫn chia sẻ mình nói chuyện với nhau. Thì nói chung cảm xúc đầu tiên là mình hơi buồn, cũng và em nhắn gửi các bạn là trước khi mình vào chương trình này là cũng là một người đàn ông cần phải mạnh mẽ, cũng mong các bạn là bạn đấy là phải thể hiện bản lĩnh một người đàn ông. Chúc tất cả các bạn là sẽ tìm được người yêu thương mình.